chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào cô Hà. Chào Kim Thảo. Dạ. Kim Thảo ơi, cô muốn em lắng nghe tâm tư của một vị khán giả nha. Dạ. Kính chào đầu bếp cùng toàn thể anh chị em thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi tên là Ngọc Bích, 60 tuổi, là một Phật tử nên tôi thường xuyên đi chùa. Hôm vừa rồi tôi lên chùa được các sư thầy cho thưởng thức một món ăn rất là ngon. Hỏi ra thì các sư cho biết đó là món lạc xá chay. Tôi mong chương trình hướng dẫn tôi thực hiện món ăn này để tôi có thể nấu cho cả nhà thưởng thức vào các ngày rằm. Cảm ơn đầu bếp và chương trình rất nhiều. Cô Hà biết không, Kim Thảo đã từng được nghe nói đến món ăn có tên là lạc xá rồi, nhưng mà chưa có cơ hội được thưởng thức. Kim Thảo biết rằng món này sẽ rất là ngon nè, dạ, lại dễ chế biến nữa. Kim Thảo chưa được ăn thì hôm nay sẽ được thưởng thức thôi. Wow, vậy là ngày hôm nay đầu bếp Thu Hà sẽ hướng dẫn cho tất cả chúng ta món ăn có tên là lạc xá cho ngày chay, đúng không cô? Đúng rồi, bây giờ kính mời quý vị khán giả cùng vào bếp thực hiện món lạc xá chay. Để làm món lạc xá chay, chúng ta cần chuẩn bị 2 miếng đậu hũ trắng, 1 ít tàu hũ kỳ, 100g nấm rơm, nửa củ cà rốt, 3 cây sả, 1 trái ớt sừng, 400g dừa khô nạo, màu điều, sả băm, bột nghệ, bơ rô phi, tương cà, ớt bột, các gia vị thông thường và hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen. Đầu tiên thì cô sẽ bắt lên bếp một ít dầu để chúng ta sẽ chiên cái tàu hũ kỳ và chiên đậu hũ này. Trong lúc chờ dầu nóng á, thì cô sẽ cắt đậu hũ ha. Dạ. Đậu hũ chúng ta mua về thì chúng ta sẽ cắt cái miếng vuông khoảng chừng 2 phân rưỡi đến 3 phân. Rồi, cái phần sả này mình sẽ đập dập cắt khúc ha. Rồi, phần cà rốt này thì mình sẽ tỉa hoa, sau đó mình cắt dày khoảng chừng 5 ly. Còn ớt sừng thì cô sẽ cắt khúc. Đến bây giờ nấm rơm á, thì khi chúng ta rửa sạch thì chúng ta sẽ cắt chữ thập để cho nấm rơm dễ thấm gia vị nữa. Dạ. Và chúng ta sẽ trần sơ cái nấm rơm này. Còn phần dừa nạo á, thì chúng ta sẽ dắt lấy khoảng một chén nước cốt và một tô nước dảo ha. Cô đã chuẩn bị xong sẵn sàng rồi đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chiên tàu hũ kỳ. Cô ơi, nhưng mà mình có nhất thiết là phải chiên tàu hũ kỳ không? Chúng ta chiên tàu hũ kỳ trước thì tàu hũ kỳ sẽ có mùi thơm, có độ săn và giòn dai đó. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ lại điều này nha. Chúng ta sẽ chiên tàu hũ kỳ trước để tàu hũ kỳ có mùi thơm, bên cạnh đó sẽ có độ săn, giòn mà dai rất là ngon. Kim Thảo và quý vị khán giả chú ý là khi chúng ta chọn tàu hũ kỳ thì chúng ta sẽ chọn cái miếng tàu hũ kỳ có màu vàng sáng, không bị thâm, có độ bóng và có độ dày đều nhau thì là tàu hũ kỳ ngon. Dầu đã được rồi, chúng ta bắt đầu chiên nha. Vậy là được rồi. Chiên sơ như vậy đúng không? Nếu em đợi nó vàng, em vớt ra nó sẽ bị vàng nữa đó. Dạ. Wow. Rồi, thế là đã xong. Cho tiếp cái phần miếng tàu hũ miếng này vô, mình sẽ chiên. Rồi bây giờ cô sẽ vớt cái phần đậu hũ chiên ra ha. Dạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái phần đậu hũ nè. Nấm nè. Và chúng ta sẽ cho tiếp 2/3 lượng đậu hũ kỳ chiên này. Chúng ta sẽ nêm vào đây 1 muỗng canh hạt nêm aji ngon từ nấm hương và hạt sen, 2 muỗng canh bơ rô phi, 1 nửa muỗng canh sả bằm, 1 muỗng cà phê ớt bột, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh màu dầu điều và cuối cùng là 1 muỗng canh sốt cà chua. Chúng ta sẽ trộn đều gia vị và các nguyên liệu này lên. Cô Hà biết không, ban đầu em nghĩ là gia vị chuẩn bị xong rồi thì chúng ta chỉ cần bỏ vào nồi, rồi khi nào mà nấu thì mình nêm nếm thôi cũng được, không có cần phải ướp gia vị giống như cô Hà đang làm. Vì khi ướp và xào các cái nguyên liệu trước sẽ giúp các nguyên liệu thấm gia vị và món ăn sẽ ngọt thơm hơn. Em cảm ơn cô Hà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhớ là ướp và xào nguyên liệu với gia vị trước để gia vị có thể thấm kỹ vào trong nguyên liệu. Và bên cạnh đó thì món ăn của chúng ta sẽ được ngọt và thơm hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một cái nồi lên bếp. Nồi nóng thì chúng ta sẽ cho dầu vô khoảng chừng 2 muỗng canh dầu. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cho sả vào, phi cho sả cho thơm ha. Dạ. Tiếp theo thì cô sẽ cho nguyên liệu mình đã ướp vào trong này. Thấy mùi thơm chưa? Dạ có rồi. Chúng ta sẽ cho luôn cả phần cà rốt và ớt hiểm vô trong này luôn. Dạ. Đảo đều cho các nguyên liệu này thấm gia vị và săn lại một chút xíu ha. Dạ. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần tô nước dảo dừa này vô.
Rồi, cuối cùng thì chúng ta sẽ cho tiếp là phần nước cốt dừa vô. Dạ. Và nấu vừa sôi lên thì là món ăn là được rồi đó, chúng ta tắt lửa đi. Bây giờ thì cô múc ra ha. Cô sẽ đặt lên trên này một ít cái đậu kỳ và cô sẽ cho trên đây một cọng ngò nữa. Dạ, đẹp quá. Cô sẽ múc cho Kim Thảo một miếng nấm rơm nè, miếng đậu hũ nè. Rồi, cô mời Kim Thảo. Em cảm ơn cô Hà. Cô ơi, các nguyên liệu đã thấm gia vị rồi, rất là vừa ăn luôn. Nấm rơm thì em thấy là vẫn còn giữ được độ giòn giòn. Rồi đậu hũ thì có một cái độ béo béo. Đậu hũ kia cũng vậy, có một cái độ dai dai rất là ngon. Bên cạnh đó thì nước có một cái độ béo nè, vừa ăn nè, thơm ơi là thơm mùi cà ri luôn. Hy vọng rằng cô Ngọc Bích là vị khán giả có yêu cầu ở đầu chương trình thật hài lòng với món ăn ngày hôm nay. Và trước khi chia tay, xin cho Kim Thảo được nhắc lại những cách thức quen thuộc để quý vị có thể kết nối với chương trình. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557, và trang web của chương trình là mongonmoingay.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Thu Hà cùng với Kim Thảo sẽ được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị, và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.